Một không gian thật yên tĩnh, mang mát hương đồng nội, với rất nhiều cánh chong chóng màu trắng. Cô gái nhỏ mê đắm giai điệu của ca khúc Forever này là một người hết sức tình cảm. Trước khi đến đây, cô đã chủ động chia tay người lính ngự lâm của mình. Chiều hôm nay không có nhiều gió, chỉ vừa đủ làm vài chiếc chong chóng xoay. Đây là điềm lành hay điềm gỡ? Em chờ anh một lúc rồi. Chắc cũng bất ngờ đúng không? Ừ, bất ngờ. Nghĩ là em đang chờ anh. Ừ. Cả em và anh đều có duyên khi mà chúng ta cùng lên chuyến xe vào một ngày. Ừ. Em có đọc được ở đâu đó một câu nói: hạnh phúc không phải nằm ở cuối con đường, mà nó nằm ở chính con đường chúng ta đang đi, nơi mà chúng ta đang đi. Và bây giờ thì em có một cái vé rời khỏi cuộc hành trình dành cho hai người. Ừ. Là nó đây. Em muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận lời đồng ý về cùng với em rời khỏi cuộc hành trình. Ừ. Em trao nó cho anh. Và anh suy nghĩ thật kỹ. Anh chờ câu trả lời của anh. Ừ. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ và sẽ trả lời em vào ngày mai. Hy vọng ngày mai sẽ gặp lại anh. Okay. Cuối cùng, chồng chóng tình yêu của Liễu Lo đã chìm xoay. Tin làm gì? Nhưng tình cảm của Củ Hành dành cho cô liệu có như là cô dành cho anh? Điều đó chỉ đến sáng hôm sau mới rõ ràng. Liễu Lo hôm nay không còn Liễu Lo nữa, dù chủ động tỏ tình nhưng... Củ Hành sẽ trả lời thế nào đây? Liệu anh đã sẵn sàng để rời hành trình cùng Liễu Lo? Nhớ lại hơn 3 tuần trước, khi hành trình còn ở đỉnh Hàm Rồng trên Sapa, 7 bạn trẻ đã có một trò chơi ngộ nghĩnh. 7 người bốc thăm ngẫu nhiên để thực hiện một cuộc tỏ tình thử nghiệm. Khi đó rất tình cờ, chính lá thăm đã chọn Củ Hành cho Liễu Lo. Hả? Em từ khi em lên xe tới giờ em đã để ý Củ Hành rất là nhiều. Để ý Củ Hành từ khi bước lên xe tới bây giờ. Và bây giờ Củ Hành biết không, em đang quỳ trước mặt Củ Hành này. Vớ quen sắp dắt đến nơi rồi. Em rất là để ý Củ Hành. Nếu mà Củ Hành đồng ý thì nói với em một tiếng cho em đứng dậy, chứ không em mỏi cối lắm rồi. Rồi, cảm ơn Củ Hành. Vậy là Củ Hành đồng ý với em. Còn giờ đây, sau gần một tháng, chuyện tỏ tình thử nghiệm hôm nào đã trở thành hiện thực. Củ Hành bắt buộc phải lựa chọn, hoặc sẽ về với Liễu Lo, giống như anh đã lựa chọn hôm nào, hay anh sẽ đi tiếp với hành trình. Em ngủ ngon. Tối ngày qua ngủ được không? Có lẽ. Cảm ơn em. Cảm ơn em về những gì mà em đã làm cho anh. Kể từ đầu hành trình, khi mà mình gặp nhau, anh cảm thấy mình có một cái cảm giác rất là lạ khi gặp em. Thật là gần gũi, rất là lạ. Và anh lầm tưởng đó là một tình bạn, một tình cảm anh em. Vì thế anh đã hướng tình cảm của mình qua một hướng khác. Trong suốt thời gian mà mình bên nhau, mình cùng đi trên một chuyến xe này,
Anh cũng rất là cảm ơn em. Cảm ơn về tất cả những gì em đã làm cho anh. Đây là tấm vé rồi anh trình dịch cho hai người. Anh đã suy nghĩ rất kỹ và thấy rằng mình chưa xứng đáng. Để nhận chiếc chìa khóa này, anh đang mong rằng trong tương lai em sẽ tìm thấy người có thể che chở, bảo vệ và đi bên em suốt cuộc đời này. Anh mong em hãy nhận lại. Anh nhớ em nhiều lắm. Chú nữa rồi. Mà không đang sao mà. Liễu lo ra về nhưng vẫn chưa biết được nhật ký của Củ Hành đêm qua tâm sự về nguyên nhân quyết định của anh. Nếu em không vội vàng đưa ra lời tỏ tình thì sẽ hay biết bao khi chính tôi là người tỏ tình với em. Khi ấy cả hai chúng tôi sẽ hạnh phúc, có đúng thế không? Cuối cùng, sau một chặng đường thật dài và đáng nhớ, cô gái mạnh mẽ và quyết liệt, nàng công chúa Liễu lo đã rời hành trình một mình. Đúng như cô nói, hạnh phúc không phải là ở cuối con đường, hạnh phúc là ở chính con đường mình đang đi. Chúc Liễu Lo luôn lạc quan, luôn mạnh mẽ như những gì em đã có trong hành trình. Chúc em sẽ tìm thấy hạnh phúc trên con đường phía trước em đi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất dựa theo format Lovebird Inori của Đài Truyền hình Fuji Nhật Bản. Mẹ quay lại nhá, quay làm sao quay. Làm sao quay. Rồi. Mẹ không nhận. Bắt đầu bắt nhá.